chào tất cả các bạn nhá. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Ba Sói TV đây. Các bạn ơi, ngày hôm nay mình lại có một nghệ nhân trẻ đấy đến thăm nhà. Đấy, xin phép bố mẹ sang nhà chú chơi. Đấy, học cách làm diều. Hai anh em ạ. Năm nay bao tuổi rồi? Con năm nay bao tuổi? 7. 7 tuổi à? Học lớp mấy rồi? 2. Học lớp 2. Học lớp 2 nghiện diều lâu chưa? Rồi. Ui giời, nghiện diều lâu rồi là thế là dở rồi, nghiện là dở rồi. Ngồi đây chú hỏi. Ngồi đây chú hỏi. Biết làm diều không? Dạ. Biết làm diều không? Không. Thích chơi diều không biết làm diều. Đấy các bạn ạ. Học lớp 2 thôi. Nhưng mà nghiện lâu rồi, nghiện diều lâu rồi. Chủ yếu cái video ngày hôm nay nó là như thế này các bạn ạ. Ngày hôm nay thì cháu xin phép bố mẹ sang nhà mình chơi. Và mình cũng đang lên hình một con 1m7 để tặng cho cháu đây. Đấy các bạn ạ. Cháu đang cầm khung đấy, 1m7 nối nhá các bạn nhá. Tí nữa lên hình thì mình sẽ cho các bạn xem và sau đó đi test của mình nhá. Ok các bạn ơi, xong rồi. Giờ mình sẽ mang đi test nhá. Vào đây. Màu này chắc cũng đẹp đấy. Màu này đẹp mà quay được trước. Đấy. Giờ mình sẽ mang ra đầu test nhá. Không cầm chứ. Để chú quay. Hả? Anh em mình bây giờ sẽ đi test nhá. Vào đi. Vào cho thằng cu này đi. Thích không? Có thích không? Có. Rồi anh em mình sẽ đi test nhá. Trời mát quá. Gió đẹp các bạn ạ. Trời đẹp, gió đẹp. Ăn cá diều rồi. Hả? Ăn cá diều rồi. Xin cho thả diều nhá. Được rồi các bạn ạ, bây giờ mình sẽ xuống mình thả lần đầu tiên nhá, mình test đâm lần đầu tiên nhá. Phương nó sẽ cầm dây nhá. Vẫn là Phương cầm dây và mình sẽ đâm con này. Các bạn biết tại sao mình cho cây này vào đây không? Tại vì cái đuôi này nó hơi bị nặng. Đấy. Mình cho cái cây cây này vào là để cho đỡ nặng đầu. Ăn nặng đít. Nó mới cân. Và mình sẽ đâm nó lên nhá các bạn nhá. Lên chưa? Từ từ đấy, từ từ từ. Thôi. Đâm lỗi rồi. Lên rồi, lên rồi, lên rồi, lên rồi. Ok, lên rồi. Nó vẫn hơi bị nhẹ đít. Thả nó ra em, thả dây ra cho nó đứng. Gió dưới này nó đảo. Siêu phẩm diều quân đội. Lên rồi anh em ạ. Lên rồi. Căng không? Gió này to. Gió này to quá. Đứng rồi, đến tầm này là nó đứng rồi. Thích không? Có. Có đây nhỉ. Ok. Mình nghĩ mình phải đi về các bạn ạ. Muộn rồi. Ok các bạn ơi, vậy là anh em mình vừa giao diều xong rồi. Vừa giao diều xong rồi, bây giờ anh em mình đi về rồi, đi từ từ ấy. Bây giờ hai anh em mình đi về thôi, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo nhá. Anh em thấy video hay nhớ cho mình xin một like, một subscribe và chia sẻ kênh nhá. Bye bye.